Ok, hello chào các bạn, mình là Sumi đây. Các bạn biết tên gì không? Mình đợi ngày này khá là lâu ấy các bạn ạ. Đó chính là Ray Chiến Ê chủ động đã quay trở lại nè. Chắc là cũng phải gần một năm rồi đấy các bạn ạ. Thì video hôm nay chắc là các bạn đọc tiêu đề thì các bạn đã biết rồi. Đó chính là mình sẽ đi tanh bòn máu trong từ Chiến Ê chủ động nha các bạn. Và combo kỹ năng hôm nay mình sẽ mang để tanh bo gồm có Cassie lấy cái hồi máu Camilla để bắn máu For thì hồi lại máu khi bo vào, và Zai để hồi lại đạn khi mình dùng kỹ năng chủ động nha các bạn. Thì vào trận là mình sẽ kết hợp Cassie và các kỹ năng chủ động khác như là Orion, Dimitri, Alok vân vân, biết là có tác dụng trong tanh bo nha các bạn. À thì người tanh bo cùng mình cũng sẽ có combo kỹ năng y hệt mình, nhưng kỹ năng chủ động thứ hai thì sẽ có một chút thay đổi tùy từng trận nhá. Và các bạn cùng theo dõi video để xem là tanh bòn máu với kỹ năng chủ động sẽ như thế nào nha. Ok, và các bạn đừng quên để lại cho mình xin một like về kênh và cái bờ chưa ký nhận thông báo ra video nha. Và các bạn có combo kỹ năng nào hay và thú vị trong từ chiến chủ động thì đừng quên comment dưới nhá. Còn bây giờ thì let's go. Đấy rồi, và đó chính là giao diện chọn kỹ năng của từ chiến chủ động đấy các bạn ơi, nhớ thật sự luôn đấy. Lần trước thì mình đã từng tanh bo quần máu trong từ chiến chủ động rồi, và lần này là mình sẽ tanh bòn máu nha, và với sự xuất hiện mới của Cassie nha các bạn ơi. Và trận này là mình tanh bo cùng với Cassie cùng với Orion nha, và Sumi sẽ là người đồng hành tanh bo cùng mình nhá. Và Sumi trận này cũng sẽ chọn kỹ năng yệt mình luôn nha các bạn ơi. Nhưng mà tin buồn là lần này tanh bo sẽ không có sự xuất hiện của nhân vật Sunny nữa ấy các bạn ạ, bởi vì Sunny OB này là đã bị sửa là không hồi máu nữa, và theo đó là hồi lá chắn nên là sẽ không tanh bo được với Sunny nữa nha, nên là sẽ thiếu Sunny trong video này nha các bạn ơi. Ok, bắt đầu luôn nè. Và vì không phải là tanh bo quần máu nên là mình không mang thêm Bad Money, bởi vì là Bad Money là chỉ có tác dụng khi mình dùng bị cứu thương thôi. Kill của ấy, ok, mong là sớm ra mắt tanh bo nha. Và lần này hình như là chế độ này nó chỉ ra mắt tầm có vài ngày thôi các bạn, đã chưa đến một tour luôn đấy. Hình như là tới tầm 24 tháng 10 là sẽ hết chế độ này rồi, nên là mình sẽ tranh thủ test chế độ này thật là nhiều video cho các bạn xem nha. Nên là các bạn có ý tưởng gì ở trong chế độ này đừng quên comment cho mình biết nha. Và có combo nào hay cũng comment cho mình biết nha. Ok, và trong video này là mình sẽ test thử vài combo kỹ năng tanh bo gây chủ động xem như thế nào. Và nếu bạn có combo kỹ năng nào tanh bo hay hơn thì có thể comment cho mình. Ok rồi, đây 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 đây, ngồi hồi máu và ủi cân 4 luôn. Bình thường tanh boy một kỹ năng chủ động như là Cassie đã rất ok rồi, và hôm nay có thêm một kỹ năng chủ động khác nữa. Trời ơi, kiểu kỹ năng Orion, kỹ năng bất tử của Orion thì ủi không biết là tí nữa là sẽ tanh boy bá đạo như nào đây ta. Trời ơi, chứ là địch bất lực rồi đấy các bạn ạ. Tại là mình đã rất là hỏng map tanh boy ra ấy. Trời ơi, và nãy giờ chưa một map tanh boy đâu. Nóc xưởng ra xem nào. Ok, mong là rao sau đã mất nóc xưởng nha. Rao sau là ra cuối rồi các bạn ạ. Không muốn là phải nhường đâu. Trời ơi, này này, ủa sao đi bất cân đối thế? Buồn quá không ra nóc xưởng với các bạn ạ. Hay là bây giờ tanh bo luôn cái map này ta, và mình sẽ đợi đến bo cuối để xem là bo vào đâu nha. Và mình sẽ tanh bo luôn cái map này đi. Ừ, cố chấp tí nhá. Để xem là bo vào đâu đây. Trời ơi, nằm trốn đây nãy rồi đấy. Úi giời ơi, bo bên kia ấy các bạn ạ. Nó hơi sai nhờ, không biết là có tanh bo được ở trên cái nhà kia không. À, mình có hai kỹ năng chủ động mà, nên là tanh bo xa xíu chắc không sao đâu. Với cả là kỹ năng Orion là kỹ năng bất tử mà. Ui, ơ kìa, nó đột quỵ à. À đâu đâu, nó quăng mình mà. Mình tưởng là nó cũng quăng nó chứ. Ok, lên đây tanh bo nha các bạn ơi. Hơi xa một xíu nhưng mà không sao đâu, có hai kỹ năng chủ động cơ mà. Ok luôn, rồi kỹ năng bọn mình huyệt nhau luôn thì các bạn ạ. Nên là tí nữa phải hợp thật ăn ý nha, không là toang đấy. Hơi xa một xíu nhưng mà có kỹ năng Cassie với cả là Orion bất tử thì tí nữa là kiểu gần hết máu mình sẽ bỏ Orion lên nha. Bo sắp vào này các bạn ơi, và mình chấp định một khoảng cách khá là xa ấy. Ok, bắt đầu thôi nào, khi nào gần hết máu thì bật Cassie nha, và khi nào gần chết thì bật Orion nha. Với cả là hết đạn thì mình có thể bật kỹ năng chủ động lên để hồi lại đạn ngay lập tức ý các bạn ạ. À, đó, có kỹ năng giấy là tiện lợi luôn. Ui ôi, đáng rồi các bạn ơi. Trời ơi, dùng hết lại kỹ năng chủ động luôn này. Trận này thì mình sẽ thử cầm Cassie kia với Alok nha. Thằng Sumi nó sẽ cầm Cassie kia với Dimitri nhá. Bởi vì là nếu mà hai người cầm Alok thì nó sẽ không cộng dồn nữa các bạn ạ. À, nên là phải chia ra nha. Khi tanh bo thì Alok và Dimitri sẽ hồi cho mình một lượng máu khá là ổn, và Dimitri sẽ hồi sinh cho mình nữa ấy các bạn ạ. À, nên là tí nữa kiểu gần chết thì bác bật Dimitri lên. Ui rồi. Ui ôi. À, hình như trận này lại gặp lại team vừa nãy các bạn ạ. À, thảo nào trông đồ quen thế. Ok, gặp lại đối thủ cũ. Round này gặp bác đợt thủy điện đấy các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ lên nóc đợt thủy điện để tanh bo nha. Và lâu rồi không leo nóc với các bạn ạ. À, nên là sợ quên mất nghề. Ok, nói chung là leo vẫn như mọi khi thôi. Không quên được, không quên được. Trời ơi, được bạn Homer lên tận đây chứ. Đó, và mình mang Alok nên là mình có thể hồi máu cho cả Sumi nữa ấy các bạn ạ. Và Dimitri của Sumi nó cũng sẽ hồi máu cho cả mình, và tí nữa nó sẽ hồi sinh cho cả bọn mình nữa ấy các bạn ơi. Nên là tí nữa tanh bo với có một kỹ năng gồm có 3 kỹ năng chủ động luôn nha. Ok, và để xem là bo vào đâu đây. Vào trên nóc đi, đâu phải dưới hầm ý. Nóc đi, nóc đi, ui lại dưới hầm đấy các bạn ơi. Ok, xuống hầm thôi nào. Ui ôi,
lâu không tanh bo cảm giác là nó cứ bơ ngơ kiểu gì ấy các bạn ạ. À. À với cả là chắc chắn Alok hay là Dimitri nữa sẽ không mạnh được mà Orion đâu các bạn ạ. À. Mình thấy là combo Cassie với Orion vẫn là bá đạo nhất ấy. Mà không sao, mình sẽ thử với Alok với Dimitri với cả là Cassie nha. Ba cái năng chủ động khác nhau để xem là tanh bo như thế nào nhá. Ơ kìa, thằng Sunmi không xuống đi, bo vào từ đít rồi kìa. Úi ôi, úi rồi ôi. Ô chớp chưa kìa, chưa. Trời ơi, bo vào từ đít rồi mà mới chạm xuống. Ok, bắt đầu tanh bo máu thôi nào các bạn ơi. Tâm bo cũng không gần lắm đâu các bạn ạ, à, nên là phải cố gắng nha. Alok nè, còn Dimitri thì tầm phút cuối hãng bật, với cả là còn Cassie nữa mà các bạn ơi. Ok, Cassie luôn nha. Uầy, ok, cháu ơi các bạn ạ. À. Trời ơi, tính ra là còn chưa kịp nốc để dùng Dimitri luôn á. Bo đôi không xin nhê gì luôn, đầy cây máu luôn đấy các bạn. Ok, thắng luôn thôi nào các bạn ơi. Để sau với combo kỹ năng XG chủ động tiếp theo nha. Ok, rồi 4-0 luôn đấy các bạn ạ. À. Tính ra là nãy giờ chưa thấy nóc xưởng đâu nhờ. Trời ơi, sao nóc xưởng hiếm vậy trời. Thì hôm nay là mình tay còn máu rồi. Và các bạn mình làm tiếp một video tanh bo cùng máu với XG chủ động nữa không? Đừng quên comment dưới nha. Và nếu ok, video sau là mình sẽ thực hiện cho các bạn xem nhá. Này lại ok 4-0 luôn các bạn ơi. Và trừ 2 sao team này nha. Gặp liên tục với các bạn. Ok, trận này là mình sẽ kéo Cassie với kỹ năng Stealthy nha. Nghe nói là kỹ năng Stealthy nó giúp cho mình giảm 20% sát thương của boy các bạn ạ. Không biết là đúng không nữa, bởi vì là kỹ năng này nó không có ghi là giảm sát thương của boy, nó chỉ là giảm sát thương của đạn địch thôi các bạn. Nhưng mà mình thấy là cũng có nhiều bạn dùng Stealthy để tank bo vì nó giảm sát thương của boy. Bạn nào biết có thể comment cho mình biết là có thật là sự là giảm không nha. Trận này thì mình dùng Cassie kêu với Stealthy, còn Sumi nó dùng Cassie kêu với nhân vật K nhé các bạn ơi. Thì nhân vật K nó sẽ chuyển đổi EB thành HB cho cả đồng minh xung quanh nữa ấy các bạn ạ. Nên là nó dùng thôi thì mình cũng sẽ được hưởng lợi ấy, và cái cũng sẽ được hưởng lợi khi mà tank bo nha. Và bất ngờ là rao đầu mình gặp map đập thủy điện này, nhưng mà rao đầu cổng USB là sao tank bo máu được ta, hay là tí nữa mình tank bo cùng máu đi các bạn ạ. Đổi gió một xíu nhá, chứ mà USB thì hết cứu rồi đấy. Má phá keo còn lâu này thì bắn máu kiểu gì đây. Ui ơi, lũ đạn này, trời ơi, chắc là thằng này nhận lũ đạn ở trong cái tiếp tế ấy. Trời ơi, không bao giờ là nó mua lũ đạn đâu. Ấy, còn cả lũ băng nữa này. Trời ơi, may quá. May mà có hai người trên này còn bắn máu cho nhau đấy, chứ mà mỗi một mình thì kiểu hồi máu tốn rất là nhiều máu luôn đấy các bạn ạ. À. Ui, bọn mình không phá keo hết nên là địch có đòi leo này. Trời ơi, nhưng mà làm sao mà leo được lên đây? Mất quả cuối cùng thì làm sao mà nhảy tới? Nếu mà bảo là trước chưa có cái rào kia còn nhảy tới, nhưng bây giờ có cái rào đó rồi thì làm sao mà lên được? Ui, nó là quả keo này. Ây da, khôn phết nhở. Ui ôi, nó lên rồi các bạn ơi. Ê, này lại xuống lại đi nha. Trời ơi, hết cả hồn luôn đấy các bạn ạ. À. Ok, để xem là bo vào đâu đây. Rồi tanh bo thôi nào các bạn ơi. Ui dồi, nó bắn Homer lên kìa. Cẩn thận nha, khéo cả lại chết. Thằng Sunmi không còn súng mà nó cứ thích ra để bắn nhở. Đấy, vừa nói xong, trời ơi, hết cứu rồi đấy. Ok, không sao, cứu được. Mà ẩu thật đấy các bạn ạ. À. Bo đang vào thì biết rồi lại còn cứ chưa được làm gì trời. Để đấy mày tanh bo. Sao, mình nghĩ là Cassie tí nó sẽ hồi lại thôi, hồi nhanh mà. Bo khá là đẹp với các bạn ạ, à. Ngồi trên nó có thể tanh bo được nè. Và lần này mình tanh bo quần máu nha. Ok, quần máu thì phải đốt máu với các bạn ạ, à. Và tanh bo quần máu nhưng không có Maxim, với cả là không có Olivia ấy. Nhưng không sao, mình nghĩ là vẫn thắng được thôi. Với cả là cầm USB là sao mà bắn máu được, nên là đủ công quần máu nha. Ok, có Sumi nó bắn máu bên cạnh cho mình nữa ấy. Trời ơi, cầm USB bắn máu khổ chưa kìa. Ôi sao, quần máu thì địch là sao mà đỡ lại được. Nãy giờ mát nó sử hiểm thật sự luôn á. Trời ơi, chưa thấy đâu luôn là các bạn ạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ cố gắng là bắn đến tầm round cuối đó, nó sưởng là đẹp này các bạn ơi. Và tanh bo 2 round luôn nha. Ừ, mong là vậy. Chứ mà nó sưởng nãy giờ chưa thấy đâu luôn. Úi dồi, nào, mày nhỏ qua đây. Ấy à, chạy à. Không dám solo à. Úi dồi, có kỹ năng Stealthy giảm 2% sát thương của đại nữa ấy. Nhưng mà mình chả thấy nó bắn. Bật lên phí kỹ năng ra. À đây, thằng cuối đây này các bạn ơi. Có cứu được không nhỉ? Rồi bây giờ là mình sẽ cứu bạn này đã nha. Đừng bảo là cất tất nha. Trời ơi, cứu đã. Ui không kịp rồi các bạn ơi, nó qua tới đây rồi này. Thôi bây giờ là mình xử nó luôn nha, khỏi cứu đi. Sorry nha. Trông nó di chuyển khó chịu ghê luôn á. Ok, yếu chưa. Rồi đuổi theo nó nha. Trời ơi, nãy giờ là mình xả đạn nhưng mà xả đạn ra không trùng với các bạn ạ. Xả chúng nó miếng nào luôn. Ui, suýt chết ngược. Trời ơi, bắn thằng này khó chịu ghê. Có vẻ là hôm nay Mad Oscar không có duyên mình rồi các bạn ạ. À. Chứ mà nãy giờ không thấy đâu luôn đấy các bạn. Trời ơi, thôi bây giờ thắng luôn nha. Để sang với kỹ năng tiếp theo nha các bạn ơi. Tí nữa là mình cứ thử kỹ năng Dimitri nhá. Ừ, cho là Sumi nó dùng kỹ năng khác vậy. Từ. Tại vì nãy là nó dùng Dimitri, còn mình dùng kỹ năng Alok ấy, chưa được hồi sinh với Dimitri ấy các bạn ạ. Vì nãy là thằng dễ quá ấy. Không ra lóc xưởng cay thật đấy, nên là thắng luôn nha. Ừ, thắng luôn cho bó cay nhá các bạn. Ok, thắng rồi. Nên vui hay buồn đấy các bạn ơi. Lại gặp bắt được thủy điện rao đầu này. Thì bây giờ là tay quần máu hay là quần máu đây nhở. Trời ơi. Ok, mình chọn Dimitri với Cassie nhá các bạn. Còn Sumi nó sẽ chọn
Cassie với Orion nha. Tank vào quần máu thì dễ rồi nên là chắc trận này mới thử tank bờn máu với USB đấy các bạn. Ok, bởi vì là có lắm kỹ năng chủ động như này mà chả lẽ lại không thắng được đúng không các bạn, nên là tí nữa mới thử tank bờn máu nha. Ok, còn Dimitri này, còn Sumin, còn Orion nữa này, bắn luôn tôi quét sạch đại lục ấy các bạn ạ. Tí nữa tank bo kiểu gì đây? Không sao, mình nghĩ là bắn hết số đạn này thì chắc là cũng thua hoặc là thắng rồi đấy các bạn ạ. Ok, bo dưới hầm này thì bây giờ là xuống dưới hầm thôi nào. Tanh bo USB cho căng để lỡ đâu tí nữa kiểu khó quá thì cứ bật Dimitri lên để hồi sinh ý, để còn sử dụng được hết các kỹ năng mình mang theo chứ, chứ không là kiểu trước khi bật kỹ năng Dimitri khéo là thắng rồi đấy các bạn ạ. Nếu mà cuốn máu nên là thử tanh cuốn máu với USB nha. Ủa thằng Sumin có G18 kìa. Ui, bo xa nha các bạn ơi. Và cầm USB tanh bo liệu có ổn không đây? Ui, sợ là thật đấy các bạn ạ. Ok ok, cố lên, bắt đầu bắn thôi nào. Mình vừa xin thằng Sumin nó cho mình thêm một tí đạn lục nữa ấy các bạn ạ. Ui ôi, mà chả hồi tí nào máu luôn á. Không sao, còn kỹ năng chủ động nữa ấy các bạn ạ. Được cái là có hai kỹ năng. Ui, thắng rồi đấy các bạn ơi. May quá, may có Dimitri đấy, không có Dimitri là hết cứu rồi. Yeah, cuối cùng là trận này cũng có lóc sưởi các bạn ạ. Trời ơi, chơi mới trận rồi đấy. Trời, chắc là Ghana giảm tỷ lệ ra lóc sưởng rồi, chứ không kiểu nãy giờ chả thấy lóc sưởng đâu luôn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ lên lóc sưởng để tanh bo thôi nào. Ui ôi, lơ hung leo lại leo gà rồi. Xít thì ngã chứ. Ok, lên tôi. Được rồi, ra cuối rồi, tanh bo để bu ra luôn thôi nào. Ui, bo đẹp đấy các bạn ơi. Tuyệt vời. Ui, tanh bo này không thắng được thì rất là phí luôn đấy các bạn ạ. Ok, phải thắng nhá. Sẵn sàng tinh thần cho Sunmi ơi, chuẩn bị tanh bo thôi nào. Ui, nó cầm sẵn lửa chạy luôn kìa. Ok, như là lửa chạy ra rồi, tanh bo bắn máu luôn nha. Không là toang đấy. Ok, ô kìa. Gì vậy? Mà, đừng có mang kỹ năng khóa này.